Chào tất cả các bác, hôm nay là 24 tháng 2 năm 2018 rồi. Vẫn không khí của những ngày Tết. Xin kính chúc các bác sức khỏe tốt, công việc thành đạt. Hôm nay em giới thiệu với các bác một cặp loa Diatone của Nhật. Một cặp rất là hiếm, cặp Diatone dòng 900EXM. Bình thường thì bên em thường về Diatone thì dòng 900 thì rất hiếm rồi. Thì thực ra ở Việt Nam về thì chủ yếu là dòng 900EX, còn đây là dòng 900EXM rất là hiếm, bát 30. Điều đặc biệt của đôi này là thứ nhất là nó rất là đều dạng, bát rất là nặng sâu. Và quan trọng nữa, cái chất màng bát của con này thì nó rất là bền bỉ. Nó không phải là lực hẳn như dòng bát carbon, nhưng mà bù lại thì có nó tiếng bát nó có cái độ tĩnh, độ sâu, nó không choại choại, không khô khô kiểu như tiếng của loa bát bằng carbon. Dòng Diatone 900EXM các bác đang nghe đây, cặp này sở hữu bát 30. Như theo thông tin em tìm hiểu thì nó sản xuất tại Nhật khoảng những cái năm 1994-95 gì đấy, 96 gì đấy, khoảng thời gian đấy. Cặp này thì nó cao khoảng 65-70cm đấy. Em đang ghép tạm nó với con 78-25A. Con này nó được trau chuốt rất là kỹ so với thằng đàn em 900EX. Đây, các bạn nhìn thông số, công suất 150W, trở kháng 63 ohm. Các cái cầu loa người ta làm, đôi này làm trau chuốt, nhìn rất là giống những cái đồ high end, đồ đắt tiền vài chục ngàn đô, rất là chất lượng. 900EX, đôi loa rất đáng để chơi và sưu tầm. Em thử một bài nhạc cho các bác có thể nghe thử, ngay thử tiếng chất bát của nó. Các bác có nhu cầu có thể alo cho em được số máy 0983698887. Địa chỉ số 67 ngõ 225 Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đấy, các bác có thể nhìn chụp ảnh màn hình vào đây, cái địa chỉ. Có thể chụp ảnh màn hình vào, các bác tìm địa chỉ em cho nó dễ. Chúng em cũng gần bến xe Giáp Bát, các bác phải tỉnh lên rất là tiện. Các bác vui lòng khi alo hỏi giúp em kỹ model, em đọc mỗi sản phẩm em đọc model rất là nhiều. Đấy, để các bác nắm được model thông tin để các bác hỏi. Cặp loa Diatone 900EXM. Đây, các bác có thể nhìn thấy chất màng của nó. Chất màng cái này nó giống dòng Diatone 505, 503. Đó là các cái sợi nó đan rất là chắc chắn. Đấy, vẫn còn nguyên chất bút. Một đôi loa cho trung âm rất là tuyệt.